Chào bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và video ngày hôm nay thì Thúy Nga sẽ gửi tới bạn một sản phẩm có thể coi đây là giải pháp để giúp cho bạn cùng tất cả các thành viên trong gia đình bạn có được sức khỏe tốt nhất. Đó chính là sản phẩm cao linh chi đỏ hộp gỗ Hàn Quốc. Vâng, đây là một sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc và đang được Korea Shop 24 giờ phân phối tại thị trường Việt Nam, trao tới tay bạn là sản phẩm chính hãng. Nấm linh chi Hàn Quốc thì theo các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh có trên 200 các hoạt chất là vi chất vi lượng rất cần thiết cho sức khỏe. Cao linh chi thì lại được chiết xuất từ nấm linh chi đỏ Hàn Quốc 6 năm tuổi, cô đặc lại thành dạng cao. Chính vì vậy nên nó có đầy đủ những tinh túy tốt nhất, tuyệt vời nhất của nấm linh chi. Lại kết hợp thêm với hồng sâm cho ra một sản phẩm có thể nói nó có những tác dụng rất tuyệt vời dành cho sức khỏe của bạn. Và khi mà bạn sử dụng cao linh chi đỏ Hàn Quốc thì nó sẽ giúp cho hệ tuần hoàn của bạn máu huyết lưu thông được tốt hơn, chống nhiễm mỡ, xơ mạch và giảm cholesterol ở trong máu, bình ổn huyết áp. Và những người mà bị các chứng về đường tiêu hóa thì khi sử dụng sản phẩm này sẽ rất là tuyệt vời. Những căn bệnh như đau dạ dày, viêm loét đại tràng hay thường xuyên bị táo bón, tiêu chảy thì khi sử dụng sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc bạn cũng sẽ có thể khắc phục được tất cả những tình trạng mà Nga vừa kể trên. Và nếu như bạn đang bị suy giảm về sức khỏe cơ thể, muốn bồi bổ cơ thể sau khi ốm dậy hoặc vừa sau phẫu thuật thì bạn cũng có thể sử dụng ngay sản phẩm này, nó sẽ giúp cho bạn tăng cường sinh lực. Ngoài ra thì nếu như bạn đang làm việc trong môi trường áp lực căng thẳng hay các học sinh sinh viên đang trong mùa học tập thì chúng ta sử dụng sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc, nó cũng sẽ giúp cho tinh thần của bạn thư giãn thoải mái hơn, giảm stress đau đầu và giúp cho giấc ngủ của bạn ngon hơn, chống suy nhược thần kinh và trị các chứng suy giảm trí nhớ. Đặc biệt tốt cho những người lớn tuổi đúng không ạ? Rất là hay bị mắc các căn bệnh mà Nga vừa kể trên. Và nếu như bạn đang mắc các căn bệnh như là tiểu đường hoặc những bệnh nhân bị ung thư thì khi sử dụng cao linh chi đỏ Hàn Quốc nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hỗ trợ điều trị rất tuyệt vời với căn bệnh tiểu đường và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư vô cùng hiệu quả. Còn đối với các anh nam giới thì sản phẩm này nó lại giúp cho các anh bổ thận, tráng dương và tăng cường chức năng sinh lý một cách rất là tuyệt vời. Còn đối với chị em phụ nữ thì sao ạ? Chúng ta sẽ rất là cảm thấy lo lắng với làn da và mái tóc của mình về vấn đề mụn hay là nám hay là sơ tóc đúng không ạ? Thì khi sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ điều trị nám, trị mụn và giúp cho tóc của bạn mượt hơn, đen hơn. Các chị em phụ nữ hoàn toàn yên tâm, tự tin với làn da và mái tóc của mình sau khi sử dụng sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc ạ. Vâng, rất là nhiều tác dụng tuyệt vời mà nó lại phù hợp với tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Chính vì vậy nếu như mà khi chúng ta sử dụng sản phẩm này thì không những riêng bản thân bạn có được lợi ích sức khỏe từ sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc mà tất cả các thành viên trong gia đình bạn cũng có được sức khỏe tốt nhất. Và ngay sau đây thì Nga sẽ chia sẻ đến bạn cách mà chúng ta sử dụng sản phẩm cao linh chi đỏ để giúp cho sản phẩm phát huy tối đa được tác dụng nhé. Vâng, đây là hộp sản phẩm cao linh chi đỏ hộp gỗ thượng hạng mà Korea Shop 24 giờ đang phân phối, hàng chính hãng nhé. Và bên góc bên này thì bạn có thể thấy logo của hãng Samsung đúng không ạ? Sản phẩm này thì được bảo trợ bởi hãng Samsung nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Hai bên này thì các bạn có thể nhìn thấy biểu tượng của hình nấm linh chi. Và mặt sau của sản phẩm thì đây có rất là nhiều thông tin về thành phần cũng như là hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Góc bên này thì bạn có thể nhìn thấy phần chúng ta có thể check mã vạch sản phẩm này và hạn sử dụng thì tận năm 2021. Vâng, đã rất là dài để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm được lâu hơn ạ. Và bọc xung quanh bên ngoài hộp gỗ là một túi ni lông để giúp cho chúng ta giữ cho hộp của chúng ta nó được đẹp hơn. Và bây giờ thì Nga sẽ bóc sản phẩm nhé. Vâng. Một hộp sản phẩm như thế này thì bên trong chúng ta có 3 hộp gỗ nhỏ nữa.
Đây, và từng hộp gỗ nhỏ này thì cũng được bọc bên ngoài là một lớp ni lông rất là chắc chắn. Và bây giờ thì Nga sẽ bóc cái hộp trong này cho các bạn xem ở bên trong của hộp sản phẩm nhé. Vâng, đây là hộp nhỏ ở bên trong của chúng ta. Và một hộp gỗ lớn như thế này chúng ta sẽ có 3 hộp nhỏ. Mỗi một hộp này tương đương với lại 120g cao linh chi. 3 hộp tức là chúng ta đã có 360g cao linh chi, đúng không ạ? Rất là thoải mái để cho chúng ta dùng cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình. Và bây giờ thì Nga sẽ mở hộp này ra nhé. Đó, bạn có thể nhìn thấy ngay phía bên trong chúng ta có một chiếc muỗng nhỏ để chúng ta lấy cao ra khỏi lọ, đúng không ạ? Và lọ đựng cao của chúng ta đây. Đó, đây là một lọ thủy tinh được đựng cao. Đây là lọ thủy tinh đựng cao giúp cho chúng ta có thể bảo quản cao một cách rất là tốt mà không bị ảnh hưởng gì bởi tác nhân môi trường bên ngoài. Và ngay bên phía bên trong thì bạn có thể thấy chúng ta sẽ có một nắp nhựa nữa để chúng ta ngăn cho việc mà cao bị chảy ra bên ngoài. Và bây giờ thì Nga sẽ mở nắp nhựa này nhé. Đó. Bạn có thể thấy cao của chúng ta có màu nâu cánh gián, đúng không ạ? Và cách sử dụng thì hết sức là đơn giản như sau. Đối với người mà muốn bồi bổ sức khỏe thì ngày dùng 2 cho đến 3 lần. Và mỗi lần thì bạn chỉ cần dùng muỗng này đong từ 1 cho đến 2 muỗng, pha với khoảng 250ml nước ấm. Còn đối với người mà muốn hồi phục sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh thì dùng ngày 2 đến 3 lần. Và mỗi lần 2 cho đến 3 muỗng nhỏ này pha với 250ml nước. Và bây giờ thì Nga sẽ pha thử cho bạn xem nhé. Bạn chỉ cần dùng muỗng này. Chúng ta sẽ múc cao này. Đó, cao rất là sánh, đúng không ạ? Cô đặc mà. Sau đó là chúng ta sẽ thả vào cốc nước. Một muỗng. Hai muỗng nhỏ thôi nhé mọi người nhé. Mọi người lấy vừa như thế này thôi. Đó, sau đó là chúng ta sẽ cho phân đây. Rồi. Và chúng ta sẽ khuấy đều lên. Có thể thấy trước đây nếu như chúng ta muốn dùng nấm linh chi thì sẽ phải mất rất là nhiều thời gian về công, chúng ta phải đun nấm lên để lấy nước, đúng không ạ? Còn bây giờ thì hết sức là đơn giản, chúng ta chỉ việc lấy cao ra khỏi nọ và sau đó là cho vào nước. Thì ngay sau đấy chưa đầy một phút chúng ta đã có một cốc nước nấm linh chi rất là tuyệt vời như thế này để sử dụng cho sức khỏe của mình. Và bạn có thể sử dụng vào thời gian tùy ý trong ngày, nhưng mà tốt nhất là nên dùng vào buổi sáng để cung cấp năng lượng cho cả một ngày hoạt động. Và sau khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta sẽ nắp nọ lại cẩn thận để bảo quản được tốt hơn và tránh ánh sáng mặt trời. Lưu ý là đối với trẻ em dưới 10 tuổi và phụ nữ đang mang thai thì chúng ta không nên sử dụng sản phẩm này nhé. Vừa xong thì Nga đã chia sẻ đến bạn tác dụng cũng như cách sử dụng sản phẩm cao linh chi đỏ Hàn Quốc sao cho hiệu quả nhất rồi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng cao linh chi đỏ là đã tiết kiệm thêm một bước phải đun nấu nấm linh chi như thông thường, đúng không ạ? Cao linh chi rất dễ dàng sử dụng và bạn có thể mang đi mọi lúc mọi nơi để bồi bổ cho sức khỏe của bản thân. Và cũng có thể nói sản phẩm được đóng gói bao bì rất là đẹp, rất là sang trọng, tôn trọng người sử dụng. Chính vì vậy bật mí với bạn, đây cũng sẽ là một món quà vô cùng tuyệt vời để bạn có thể trao tặng sự quan tâm về sức khỏe đối với những người thân yêu trong gia đình bạn, như ông bà, bố mẹ và đặc biệt cả những người mà quan trọng trong công việc của bạn, thì bạn cũng có thể dành tặng cho họ món quà sức khỏe tuyệt vời này. Và để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm này thì bạn có thể truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link trong phần mô tả dưới video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Chúng tôi sẽ có những đội ngũ chuyên viên tư vấn về sản phẩm, giúp cho bạn hiểu rõ về sản phẩm, đặt hàng, giao hàng tận nhà và nhanh nhất trên toàn quốc. Với cam kết về chất lượng, khi bạn mua hàng tại Korea Shop, bạn sẽ nhận được những quyền lợi như kiểm tra hàng trước khi trả tiền, hoặc nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm của Korea Shop gửi tới bạn là sản phẩm kém chất lượng, thì Nga sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm cho bạn.
Thậm chí nếu trong 7 ngày nếu như bạn sử dụng sản phẩm mà vẫn cảm thấy không yên tâm về chất lượng thì chúng tôi cũng sẽ nhận đổi trả hàng cho bạn mà không mất thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. Bây giờ thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhấc máy lên và gọi điện ngay cho Korea Shop 24 giờ rồi đúng không ạ? Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ và giúp những người thân trong gia đình bạn có được sức khỏe tốt nhất.